Ủa kìa, chị thôi. Ta ở đây, nó bắt ta đi. Mỹ chạy hướng này, ý chạy hướng này, bố chạy hướng này nè. Chị thôi, ủa tới rồi. Ta ở đây nè, ủa ơi, ta ở đây nè. Chạy thôi. Tôi mệt lắm rồi, tôi đừng được tên nữa, tôi sẽ cho ngươi đồ ăn. Bố ơi, tôi mệt quá, tôi chỉ vào, lấy cho ngươi đồ ăn nào. Đưa bố xem nào, này là quả gì, đưa bố xem. Trứng gì mà to thế nhỉ? Đây là quả gì đây? Trời ơi. Xem coi. À, này là khủng long, bắn nó thôi. Bắn. Chị, khủng long tới gần rồi. Chạy đi. Ngồi nghỉ mệt tí xíu đã, mệt quá. À, tiếng gì đây? Con nghe thử coi. Tiếng gì đây Mỹ? À, trời ra tiếng. Hổ và khủng long à. Hổ và khủng long đang đấu nhau. Thằng khủng long đó chạy rồi, chạy theo lấy nhanh con. À, phía sau có con khủng long kìa. Rung, 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 ôi sao rung vậy?